Các bạn của tôi, trong những cách chúng ta tạ ơn Allah hiển vinh và tối cao là chúng ta thờ phượng Ngài theo hình thức được Ngài yêu thích nhất, đó là Salah. Đấng tối cao phán: "Các ngươi hãy giữ gìn và duy trì các lễ nguyện Salah, nhất là cuộc lễ chính giữa Salah Asr và các ngươi hãy đứng dân lễ vì Allah một cách thành tâm cùng với tinh thần đầy sùng kính." Tuy nhiên, các bạn có biết lễ Salah như thế nào hay không? Trước khi bắt đầu xa lá, chúng ta cần chuẩn bị một số điều. Trong những điều cần chuẩn bị là chúng ta lấy vụ thuộc, mặc quần áo sạch sẽ, đứng ở nơi sạch sẽ và hướng mặt về kiếp la. Sau đó, định tâm trong tim hành lệ xoa rồi đưa hai bàn tay lên ngang giái tay và nói tất biệt. Allahu Akbar, rồi đặt bàn tay phải lên bàn tay trái, đặt cả hai lên ngực và đọc Al-Fatihah. Và đọc tiếp câu kinh nào đó mà bạn thuộc trong Quran. Rồi đưa tay lên như tất biệt lần đầu và nói Allahu Akbar và cúi người về trước. Hình thức này được gọi là ruku. Hai bàn tay nắm lấy hai đầu gối và nói thêm ba lần câu Subhana Azim. Rồi đứng thẳng người trở lại và nói Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal rồi cúi người xuống quỳ lại kèm theo câu nói Allahu Akbar khi áp mặt mũi hai bàn tay hai đầu gối và các ngón chân sát xuống đất thì nói ba lần câu Subhana là rồi ngồi dậy nói Allahu Akbar và sau khi đã ngồi lên lòng bằng chân trái thì nói Rabbi firli, Warhamni Warafini Warzukani rồi cuối lại lần thứ hai vẫn kèm theo câu nói Allahu Akbar khi áp mặt mũi hai bàn tay hai đầu gối và các ngón chân sát xuống mặt đất thì nói ba lần câu Subhana là rồi đứng dậy mà tiếp tục vào rách thứ hai thực hiện giống hệt như rách đầu tiên chỉ có điều sau lần lại thứ hai thì ngồi lại mà đọc tà hội cho đến hết rồi xoay mặt về bên phải chào salam nói assalamu alaikum warahmatullah và xoay mặt sang bên trái nói Assalamu alaykum wa Đối với xóa lá gồm 3 ra ách như xóa lá mở đẹp, Thì sau khi đọc ta hột xong Thì đứng dậy mà thực hiện rách thứ ba Chỉ có điều đọc võng vẹn bài pha là rù Rồi đứng dậy, rồi quỳ lại Rồi ngồi đọc ta hột cuối cùng Đối với xóa lá gồm 4 ra ách như xóa lá vô Asr và Isha thì sau lần quỳ lại thứ hai của rách thứ ba thì đứng dậy mà vào rách thứ tư thực hiện hoàn toàn giống như Arad thứ ba, rồi ngồi lại đọc theo sớ hội trọn vẹn, rồi say mặt qua bên phải mà chào Salam nói Assalamu alaykum warahmatullah và say mặt qua bên trái nói Assalamu alaykum warahmatullah như thế là chúng ta đã thực hiện xong Salat vì Allah trên hình thức chuẩn xác nhất. Cầu xin Allah chấp nhận sự hành đạo của toàn thể chúng ta. Assalamu alaykum warahmatullah.